Xin chào các bạn. Tên đây. Ủa hôm nay không biết sao mà mình với lại Nam Phương lại có mặt ở đây ta. tại vì hôm qua mình có nhận được một gói bưu phẩm. Đấy, rất là lạ luôn mà mọi người gọi đến. Mà các bạn biết không, cách đây khoảng 3 tháng hay 2-3 tháng gì đó là ở bên Mỹ là đã rộ lên một cái thông tin mà chị em phụ nữ nào như mình cũng cần lắm các bạn. Tại vì các bạn biết là cái lúc mà cách đây khoảng 9 năm ấy, là lúc đấy là mình cũng đã thành đạt trong nhiều lĩnh vực rồi ấy. Làm ăn rồi nuôi dạy con cái, Nam Phương thì đi Anh về rồi à, rồi Nam Phương cũng có việc làm rồi ABCD. Nhưng mà có một cái mình đau khổ các bạn, mình xấu quá. Mà cái xấu nhất là Nam Phương nó nhìn thấy. Tại sao? Lúc đấy Nam Phương có thấy cái dao mẹ không? Dạ nhớ. Thứ nhất nhá là nó khô các bạn, mà chỗ này của mẹ sao? Dạ, rất là nhiều nếp nhăn và vết chân chim luôn, trông nó tia như là mặt trời. Như mặt trời đấy, nó còn nhớ đấy. Như mặt trời các bạn nhá, nó tia như này đó. Xong rồi ra nó khô như quả táo, các bạn làm gì nó cũng lên được. Thế là khoảng 2-3 tháng trước đây thì có ở bên Mỹ á, cái công ty đối tác của chúng mình đang cộng tác cùng đó, là bên mình á, là chuyên môn làm về cái dòng sản phẩm làm thế nào để cho mọi người được trẻ, khỏe, đẹp hơn. Đấy, thì cái hồi đó da mình nó giống như một trái táo đã bị héo rồi. Thế là mình nghe cái chữ là bây giờ có một cái sản phẩm mới bên Mỹ, chứ Việt Nam chưa về các bạn. Đó, gọi là Collagen Plus, có nghĩa là collagen cộng mới nữa. Trời ơi, collagen là bùng cháy. Chị em nào cũng mê collagen. Nhưng mà tại sao ạ? Tại vì mình nhớ là ở ngoài cuộc sống á, người ta nói về collagen nhiều lắm các bạn. Ăn collagen, uống collagen, lẩu collagen mình nước ngoài. Nhưng mà mình là kỹ sư hóa thực phẩm các bạn. Mình biết collagen nếu mà làm mà không có khoa học ấy thì các bạn biết sao? Nó thực ra là những cái da cái da của những cái con vật á. Cái thịt nó có cái chất là gelatin này đấy. Thì các bạn không, nếu mà ăn nhiều cái đó là coi chừng nó lại không, nó phản tác dụng với lại cái cơ thể. Tức là nó lại thừa mỡ hoặc là thừa cholesterol. Đó, mình sợ. Nhưng mà bây giờ chính cái công ty nơi mình đã từng là người ta bảo là khi nào thì vịt hóa thành thiên nga hay là khi nào lọ lem hóa thành công chúa đấy mình công chúa đấy, có nghĩa là từ một cái người rất là khổ sở mập ồ xấu xí nhưng bây giờ rất là xinh đẹp, rất là nói chung là biểu tượng hay là hình tượng rất là nhiều chị em phụ nữ thích. Thế thì mình nghe collagen là mình mê lắm đấy, mình nhờ em gọi là hướng dẫn cho mình ngày xưa, giới thiệu cho mình cái cơ hội này, gọi là Kiệt Nguyễn ở Mỹ. Cảm ơn Kiệt Nguyễn nha. Thank you anh Kiệt. Dạ, thì anh Kiệt đó mới nói là để em môi trình ạ. Đợi hoài các bạn thấy đâu, các bạn biết sao không? Tại Việt Nam mình là trong những ngày giãn cách không gửi về được, kẹt hàng. Kẹt hàng tất cả, không hàng hóa không có trôi nổi, không có đi được. Thành ra cuối cùng lại là ngày hôm qua mới nhận được cái tin đó là cái hàng của anh Kiệt Nguyễn gửi về. Hôm nay chúng mình làm cái video này mình phải gọi Nam Phương từ ở bên nhà qua đây để hai mẹ con cùng đập hộp collagen. Thế thì thật ra là trong 9 năm qua trước khi mà công ty mình cho ra mắt một cái collagen đặc sắc này thì mẹ Nga là có bao nhiêu sản phẩm dưỡng da để làm trẻ hóa làn da là mẹ Nga xài hết rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, công ty có đồ chơi gì là xài hết rồi, từ các máy làm đẹp các máy làm đẹp cho tới các bộ dưỡng da cho tới robot dưỡng da cá nhân hóa. Đúng rồi. Thế tại sao mà mẹ vẫn còn muốn thêm collagen nữa? Sếp tin rằng là thêm thì nó vẫn tốt hơn đúng không ạ? Hay là như nào? Nếu mà không có thì bản thân mình đã sử dụng bên ngoài các bạn có 4 cái máy làm đẹp mình dùng luôn rồi. Đây là dòng sản phẩm Age Lock. A là tuổi, Lock là hóa, có nghĩa là dòng sản phẩm làm khóa cái tuổi, nó là khóa nhưng mà ý là làm chậm cái quá trình lão hóa lại các bạn. Đấy, thì bề ngoài các bạn thấy làn da của mình 6 U70, mà người ta nói U70 là sao? 65 tuổi. 65 tuổi mà làn da này là hơi bị đẹp, hơi bị xuất sắc. Đấy, kể cả cổ cũng hơi bị đẹp. Đó, hơi bị đẹp các bạn ha. Nhưng rồi bên trong mình cũng dùng sản phẩm Age Lock luôn. Cái chữ món luôn. Nhưng mà đâu đó các bạn, cái chữ collagen là một trong những cái gọi là có thể nói là cái từ có thể nói là quý giá nhất đối với chị em phụ nữ. Vẫn là quá thiết yếu. Đúng. Nhưng mà vì công ty mình không có thì mình không nói gì cả. Mình dùng cái này được mà. Nhưng mà nghe thì chữ collagen thèm muốn lắm các bạn. Trước giờ là ở ngoài người ta bán nhiều nhưng mẹ thì không quan tâm. Không quan tâm, không dám dùng luôn. Mà trong lòng mình vẫn nghĩ là cần collagen. Thì các bạn biết không, mình nghĩ thôi nha. Mình nghĩ là bây giờ cái da của mình nó giống như là một cái mặt phẳng này. Cùng với thời gian mình già thì có phải cái da nó thõng xuống không các bạn? Thế thì mình hình dung á, collagen là những cái cột chống, mình nghĩ như thế. Bởi vì mình mong có nhiều cột chống cho nó căng, nó trẻ các bạn ạ. Mà mình không muốn tuổi càng lớn mà da càng bị trùng mềm, bị thõng xuống, mà không muốn đâu. Nên là thật ra cái chữ collagen
vẫn là một cái từ có thể nói là có sức thu hút kỳ lạ đối với không những bản thân mẹ đâu mà tất cả chị em của người khác. Nhưng mà quan trọng là mẹ ra là khó khăn về cái nguồn, đúng không? Cái nguồn. Bây giờ có cái chỗ đáng tin rồi là mình xử. Cái nguồn là phải khoa học cơ. Đúng. Đấy, mà phải tinh khiết, nói chung là mình khó tính, không phải xịn, cao cấp. Cao cấp tính. Rồi. Vâng, rồi. Cái gói này họ gửi qua mà không biết cái gì. Hôm nay chúng mình cũng đập hộp nha các bạn. Xem hộp nha. Đây. Cảm ơn Kỳ rất nhiều, số một thế giới. Nói chung là bao giờ mình khui đồ mới cũng phê hết. Đúng rồi. Đúng không? Khui đồ từ Mỹ thì còn phê hơn. Và khui đồ mới, tức là sản phẩm độc đáo của công ty thì còn phê gấp bội lần. Đây, cái này thì nó ghi là gửi chị Nga 0909. Đấy, dễ thương. Rất dễ thương. Còn ở đây có chữ đó là dễ vỡ. Fragile, dễ vỡ, xin hãy nhẹ tay thôi. À đây, trong này còn có cái chữ các bạn ơi. Collagen trẻ đẹp. Collagen trẻ. Rồi, đây đọc lại. Đúng rồi, anh Kiệt có thác. Collagen trẻ đẹp. Chị Nga. Quận 7. Quận 7, 2 hộp. Dạ đúng. Số điện thoại. Collagen trẻ đẹp. Dễ thương quá. Rồi, hấp dẫn quá. Bây giờ mình mở ra hả? Dạ đúng rồi, bây giờ rất muốn khui cái nào trước này. Dạ cái này. Dạ ok chưa? Thế bây giờ mẹ sẽ cắt cái này nhé. Giống nhau nhưng mà giống như là họ dùng những cái. Dạ thôi mình khui một cái này là biết kia thôi. Dạ. Không có thích khui được không? Hả? Không có thích khui cả hai được không? Được. Thách mẹ cắt một cái, con cắt một cái. Ok. Mẹ vẫn chưa mở nha. Bố phải dám biết cái này kéo để làm gì? Cắt tay đi mày. Kéo thợ may. Kéo gì? Kéo thợ may. Đây. Hồi nãy mẹ đang mở sao? Đây mở được. Con chia tay đi. Cũng được ha các bạn ha. Collagen trẻ đẹp. Thôi chị hồng nữ thân mềm. Sướng sướng. Ok. Bây giờ mình có làm gì nhá? Hai ba này hai. Đây, có tên gọi là Beauty Focus. Beauty Focus Nam Phương. Nam Phương nói đi ạ. Yeah, Beauty Focus có nghĩa là tập trung vào vẻ đẹp. Focus là trọng điểm đó, Tập trung vào vẻ đẹp. Xong rồi ở dưới có chữ Collagen Plus, tức là tên của sản phẩm là Collagen cộng, chứ không phải Collagen thường. Đúng rồi. Thế thì cộng thêm cái gì giúp mình bật mí. Đó, và ở dưới người ta ghi rất rõ ra gì, tức là nó làm được hai việc. Đó là thêm độ ẩm cho da. Và thứ hai là thêm độ đàn hồi cho da. Trời ơi, các bạn ơi, thôi. Cái này là càng ngày càng trẻ rồi. Và tiếp theo đó là vị đào hay khi có đến công ty không? Vị đào là uống có thể mấy trái đào bên hạt nhiên. Vậy là đây là một cái sản phẩm uống hay sao? Đây là sản phẩm uống bên trong. Đây cũng rất là nhiều sản phẩm collagen uống bên trong, bây giờ họ làm là sản phẩm uống. Đó, rất là tuyệt vời. Và đây là collagen nên nó gần như không có bị calorie gì hết á. Một gói này chỉ có 20 kilocalo thôi. Calorie có nghĩa là mình uống vô mình không bị tăng những cái calorie hàng ngày đó các bạn. Siêu nhỏ đi. Tổng tinh bột carb carbohydrate chỉ có 2g thôi. Và tổng đường cũng chỉ có 2g thôi. Tức là nó không rất không là không bị ngọt, không có bị tăng cân. Nhưng mà trong này không có rất đặc biệt là gì ạ. Có tới 2.5g collagen ở trong này. Wow, rất lớn đấy các bạn. Tức là rất cao, không phải là cái collagen uống nào mà cũng như thế. Đó, rất là tuyệt vời. Và ở đây con đọc nốt đi, xong lát nữa mẹ sẽ mở ra cho các bạn coi ở trong nhé. Dạ đúng. Ở đây thì bây giờ mình nói về cái việc là tại sao nó lại có tên là collagen cộng. Yes. Là nó cộng cái gì? À. Tức là sở của mình là không đơn thuần là collagen cả nhà. Nó tại sao nó cộng? Nó cộng ba thứ lận. Thứ nhất đó là bản thân cái collagen của mình đã làm collagen đặc sắc. Tức là cái tính hoạt chất của nó cao hơn, cơ thể dễ hấp thu hơn, vào trong đây thì phân bổ sẽ tốt hơn và hiệu quả sẽ cao hơn rồi. Phân bổ có nghĩa là nó hấp thu á. Dạ, nó được đưa lên khắp nơi, đi khắp nơi trong cơ thể đấy. Rồi hấp thu. Thì collagen bây giờ hầu hết các nơi họ làm là peptide. Peptide nó là dạng một chuỗi các cái axit amin. Chính là thứ cơ thể mình dùng để tạo ra collagen và các cái đạm. Bây giờ bạn Nam Phương, cái này bạn giỏi lắm. Tôi đã tìm Google. Tại vì sao tôi cũng biết là tôi có nên dùng hay không. Cho nên là hầu hết bây giờ họ dùng là collagen peptide. Thì nó dễ hấp thu và hiệu quả nhanh hơn. Nhưng công ty mình bảo là gì ạ? Là cái collagen peptide của mình ấy, nó còn là một dạng cao cấp và đặc sắc vượt trội hơn những cái dạng trên thị trường. Đặc sắc cái gì? Nói chung là nó đặc sắc vượt trội hơn những dạng trên thị trường, nó hiệu quả hơn. Rồi cái cộng thứ hai cả nhà là nó lại có thêm một chất tên là chất lutein. Lutein là chiếc tách từ một bông hoa mà thực ra là Việt Nam mình rất quen thuộc. Đó là hoa cúc vạn thọ. Sau này cúc vạn thọ hoa to to bự bự như vậy nghĩa là sống lâu luôn đó. Thì cái lutein ở trong cúc vạn thọ đó cả nhà là trong này có 5mg đấy. Và cái lutein ở trong cúc vạn thọ đây tôi đã nghiên cứu rồi thì nó có tác dụng gì các anh chị? Đó là giúp
làm da chống lại các cái tác nhân gây hại. Đấy. Và như thế là gì ạ? Không phải là uống vô là nó căng, nó mịn, nó sáng, nó đẹp giống như là collagen thường đâu, mà nó còn bảo vệ làn da. Ví dụ như chúng ta là ánh nắng quá lớn này, trời mình bị ô nhiễm này, hoặc mẹ con mình là nhìn màn hình điện thoại nhiều, nhìn tivi, máy tính nhiều, nó có ánh sáng xanh, những tác nhân đó có thể làm cho da mình bị oxy hóa, bị lão hóa này, và già đi chứ tuổi. Tôi mới nghe đây, tôi thả tim. Thả tim này đúng không? Tại vì xếp da là thường xuyên nhìn điện thoại. Mình nghe 24/24 bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh, xuất sắc không ạ? Wow, và chưa hết còn một cái cộng thứ ba nữa, đó là có thêm một cái chất béo dạng sáp, dạng gọi là phytoceramides, là mình chiết tách từ lúa mì. Trời ơi, lúa mì ngày xưa là bia đó con, quý lắm. Dạ chính xác. Mà tại sao mình lại chiết tách cái chất béo dạng sáp này từ lúa mì ạ? Nó sẽ giúp củng cố và bảo vệ cái hàng rào giữ ẩm cho da. Cho nên là sao ạ? Không chỉ là căng sáng và sản sinh thêm collagen giống như thông thường, mà còn giúp cho da mình là bảo vệ khỏi ánh sáng xanh và các tác nhân có hại, và còn cấp ẩm cho làn da nữa. Quan trọng là ẩm các bạn. Ẩm như là da. Da của chúng mình ấy là cái vùng nhiệt đới khô ráo, cho nên nó khô lắm các bạn. Đó, mọi khi chúng mình phải dùng cái chai gọi là xịt khoáng, nhưng mà nó ở bên ngoài. Đó. Còn cái này ấy, khi mình dùng ở bên trong các bạn, từng tế bào nó trẻ, từng tế bào nó ẩm, nó đẩy lên á, làm cho từng tế bào của da nó giữ ẩm, thì cái đấy là nó đi từ bên trong. Nó gọi là từ gốc đó các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Xuất sắc. Chúng mình sẽ bắt đầu mở một hộp văn này. Cho Phương mở đi. Trời ơi, xấu quá. Mặc dù tôi không uống. Học nhiều tôi không uống. Tôi sẽ đứng này. Mặc dù tôi không uống mà tôi sẽ mở ra. À Phương, mình bị oai mình đứng này. Ok, bây giờ Phương sẽ mở. Thì thật ra sản phẩm mình đóng gói rất là đơn giản. Ở ngay đây mình đưa cho cả nhà xem. Sẽ có một cái dấu, sẽ có một cái miếng dán, miếng dán băng keo. Và mình mở cái này ra là mình sẽ mở được cái hộp ra. Và ở trong này đó cả nhà, nó không phải là dạng bột đâu. Không phải là bột phấy lên uống đâu. Mà người ta đã pha thành nước sẵn rồi. Và nó nằm sẵn trong các cái gói. Và những gói đó mình đưa lên miệng mình uống trực tiếp luôn. Hay quá. Vâng. Thế đây mày làm nhá. Thấy Phương long ngóng quá, mày nga xử. Nói chung mở cái chỗ đó mà Phương long ngóng quá, không có móng tay nữa. Không đấy. Đấy, mẹ mày biết. Xé cái này ra. Nó phải xé cái này ra. Đấy, không sao. Cắt gì này không? Dạ. Không ra đây không? Xong. Rồi. Bạn thân mến. Nó có cái miếng này để mới ra, bởi vì không xếp hơi cắt. Các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Trời ơi, xinh quá. Thì nó sẽ nhờ Phương chụp hình mấy cái hình nhé. Các bạn ơi, này dễ thương không? Lên cho cảnh cả đều thấy là lên bên trong như thế nào nhé. Nó có rất nhiều cái gói bởi vì này. Ơi. Wow. Không biết là một ngày uống hai gói hay một gói hả? Theo như con hiểu là ở đây có bao nhiêu gói nhỉ? Ở đây có 30 gói. 30 gói là ngành có 1 gói hả? Ngành gói là con nghĩ và đâu hướng dẫn sử dụng. Mỗi ngày một gói. Thường nhất, thường là cái dùng phòng hóa đấy các bạn, là cứ cái dòng phòng hóa đấy của mình á, cứ một cái hộp nào đó cứ là một tháng. Rất đẹp luôn. Wow, gói rất là xinh luôn. Hôm nay tôi, các bạn thân mến, tôi xin làm người mẫu chút. Đấy. Gói rất là xinh, rất là trong nhỏ. Trong cái tôi làm người mẫu tiếp ạ. Gói rất là xinh, rất nhỏ. Ở trên này sẽ có một cái để mẻ ra. Chắc xong rồi đưa vô miệng uống luôn. Chắc nào hút không? Phương đi không? Phương một cái mẹ một cái đi con. Thôi. Không, uống đi. Thôi, chút nữa đem một cái này về uống. À hả? Đây rồi sau đây mẹ bóc rồi sau đó nó chia ra cái lỗ hoặc cái nào? Dạ có này, mà chắc là mình ngắt nó hơi. Dạ thôi xử luôn này. Xử luôn này cho nó dễ. Dạ ngắt nó hơi phía trên đó. Đấy mẹ thấy chưa? Mẹ cho nhà mình giống như mình ăn kem hồi xưa, giống như ăn da ua sữa chua mà ở trong gói của Việt Nam đó. Thôi mẹ cắt thêm tí nữa cho chắc. nó bé vậy thôi à? Dạ đó, cái miệng nó bé vậy thôi. Dạ dưa. Xin một lời review, nó giống như đúng là nước đào các bạn ạ. Nó chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm. Hấp dẫn nó ra. Y như quả đào, nhưng mà đây là tinh chất ấy, kiểu quá hấp dẫn. Như vậy con tổng kết lại cho các bạn ạ. Dạ. Collagen là gì? Thì collagen thì cả nhà đã biết rồi. Giống như mẹ Nga nói, không phải là da của mình không đâu cả nhà. Đây, con để vào đây. Cả nhà biết nha, không phải da đâu. Mà gì ạ? Bởi vì nó, collagen là nó một dạng protein. Đúng rồi. Đúng không? Và protein đạm thì nó có trong mọi tế bào của cơ thể mình luôn. Mọi cấu trúc luôn thì mẹ Nga có nói rồi đó. Là tóc, là da, là móng, là xương, là sụn. Đúng rồi. Dạ, là não luôn cả nhà. Cho nên á, người ta đã nói là nếu mình bổ sung đủ collagen á, thì sao ạ?
là mắt mình nó sẽ khỏe theo thời gian, sẽ mắt nó, mắt nó sẽ không bị vấn đề về thị lực khi mình có tuổi. Rồi phòng ngừa sơ cứng động mạch. Trời, rất phòng ngừa sơ cứng động mạch. Các bạn, collagen mà nó quan trọng chứ không phải là chỉ có đẹp không đâu. Nó là sức khỏe các bạn. Tại vì nó là một cái cấu phần để làm nên cái mạch máu của cơ thể mình. Rồi giúp tăng cường hoạt động não bộ, có nghĩa là giúp cho não bộ mình theo thời gian minh mẫn khỏe mạnh luôn. Giúp xương chắc khỏe, phòng loãng xương. Trời ơi. Giúp móng tay và móng chân chắc khỏe thì chắc chắn rồi, tất cả cái chất sừng đúng không ạ? Đó. Và cuối cùng đó là bổ sung và duy trì sức khỏe cho sụn. Trời. Đó. Tức là sụn các khớp xương á, theo thời gian á nó không có bị khô. Dạ, tại khô thì bị ma sát thì hỏng. Cho chúng ta thấy là trời, biết bao nhiêu cái sức khỏe chứ không nên thật là đẹp. Các bạn ngon quá. Ngon quá hấp dẫn. Tôi uống một ngày 4 hộp rồi. Sức khỏe sướng. Nhưng tại sao chúng ta phải bổ sung collagen? Các bác bảo là collagen tự nhiên cơ thể mình có sản sinh tốt hơn đúng không? Việc gì phải uống ở bên ngoài vô. Nhưng tại sao cả thế giới bây giờ người ta thiếu collagen? Tại vì sao ạ? Thưa mỗi năm các anh chị là chúng ta mất đi 1,5% collagen trong cơ thể. Chính xác. Mỗi năm mà đã là 1,5% rồi cả nhà. Thế lúc mình bây giờ 65 tuổi thì mình là đúng rồi, là mất hơn 60% rồi. Mà lại chưa kể nhá, coi như là đến lúc 23-25 tuổi các bạn. Là những cái gen mà tạo ra collagen là nó gần như đi ngủ sớm. Chính xác. Nó không có hoạt động mà các bạn. Chính xác. Do tại sao da mình nó cứ xấu. Và collagen của mình có ba cái cột cả nhà nhớ chưa? Thứ nhất đó là cái dạng collagen peptide này nó xịn hơn. Tức là về khoa học mình giải thích được nhưng nó lộn xộn lắm, cả nhà chỉ biết là nó xịn hơn là được. Thứ hai đó là thêm lutein đến từ hoa cúc vạn thọ để bảo vệ làn da của mình luôn. Da mình tiếp xúc với cái gì mà hại là nó bảo vệ hết. Và thứ ba đó là có thêm chất béo dạng sáp đến từ lúa mì là để cấp ẩm thêm cho da, bảo vệ hàng rào bảo vệ. Và cái hay của công ty mình là gì ạ? Công ty mình là công ty khoa học. Cho nên làm cái sản phẩm ra không có đơn thuần ra nói ê hàng của tôi tốt à, không hàng của tôi xịn à, không, công ty mình thực hiện luôn hai cuộc thí nghiệm lâm sàng. Lâm sàng có nghĩa là người dùng thực tế các bạn. Và không chỉ thí nghiệm lâm sàng thường xét nhá, giả dược có nghĩa là có thêm một nhóm dùng thuốc giả đó, tức là không biết là có dùng hay không đó. Yeah. Để làm gì ạ? Để cho nó khách quan, cho nó đánh giá không bị chủ quan. Thì để thực hiện các cuộc nghiên cứu mà giả dược là nó đắt tiền lắm, không dễ. Cho nên là công ty mình thực hiện hai cuộc nghiên cứu lâm sàng thì đều chứng minh là gì cả nhà? Độ đàn hồi của da tăng lên. Rồi nếp nhăn giảm thấy rõ. Trời thấy rõ mắt thường luôn. Đúng không ạ? Tăng lượng protein ở trong da. Và không những thế giúp da hấp thu các cái sản phẩm dưỡng da khác tốt hơn. Tức là ví dụ các anh chị ở nhà mình đầu tư vô serum hay tinh chất hay là kem dưỡng gì xịn đắt tiền đó, thì mình uống cái này sao ạ? Da mình hấp thu tốt hơn, không có phí. Chúng tôi nó vào cái này đi ra hết. Thế thì tôi được nghe nói đó là kết quả của cái collagen plus này là mắt thường nhìn thấy được. Cho nên chúng tôi sẽ chụp hình xét ra lại thường xuyên để sau 15 ngày chúng ta sẽ thấy là thay đổi như thế nào nhé. Thí dụ mình cười này, da mình bây giờ thấy hết nhăn rồi đó. Đúng rồi. Nhưng mà mình sẽ chụp các bạn, vẫn chụp. Chụp các bạn nhé. Năm Phương rất là hơi rồi. Sau này mình gọi là review. Cho nên các bạn thân mến, thế là những cái thông tin cơ bản thì Nam Phương nói rồi. Cái mà hào hứng nhất ý, thì bây giờ mình mới hiểu ra một điều. Nếu mình bổ sung collagen mà có cái chữ plus, tức là cộng 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 đó các bạn, thì nó không những là trẻ đẹp tốt cho làn da mà nó còn mắt, rồi còn não, rồi còn sụn, rồi còn xương. Xương nghĩa là những cái vấn đề trong cơ thể của mình cũng được. Không biết là cái này họ nghiên cứu bao nhiêu năm không nhỉ? Chưa có thông tin. Cho thông tin hả? Sẽ phải kiểm tra. Đa số thì thường vài năm. Nhưng mà không thường là phải từ 3 cho tới 5 năm trở lên tối thiểu. Nghiên cứu lâu lắm các bạn. Tối thiểu. Đấy thì mới được chứ không bao giờ mà họ cho một cái sản phẩm ra ngay đâu. Cho nên các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình có mặt ở đây để cùng đập hộp. Đấy con dơ cái hộp lên cho các bạn coi. Đấy, collagen plus. Và nếu ở ngoài thì bên Mỹ thì nó dùng cái từ gọi là beauty focus. Có nghĩa là beauty là đẹp các bạn, focus là tập trung vào cái sự trẻ đẹp. Rất là tuyệt vời. Và buổi tập hợp của chúng mình đến đây là hết. Xin chân ái chào các bạn. Và các bạn nhớ xem những cái review của chúng mình bằng hình ảnh tiếp theo nhé. Rồi, xin chào và chúc sức khỏe sớm trẻ. Và nếu một số anh chị tự hỏi là ủa thế là sao để tôi được dùng, xin thông báo chưa có ở Việt Nam đâu. Có một năm nữa mới có đâu nhỉ? Sang đầu năm. Đầu năm sau.